Bố cắn đây. Anh dùng tay. Ôi giời, gái cả cứt. Bố cạp tên anh em ạ. Đây này. Đấy. Có một cạp luôn này. Ui. Mày lấy cái gì đây để bắt? Giật cả mình. Lấy gì? Anh túm này lên. Túm cái cứt này nó đốt cho dễ đất à? Nghe nói là bọ cạp mà đốt chết người nhưng mà mình chưa thử đốt thì nó cho nó đốt máu đệ xem thế nào. Cái gì là cái ống gì hay cái chai gì đấy? Anh em là cái hộp pin sửa nha. Ờ. Thằng ăn tủ nó đấy ấy. Trong này nó u này cả ăn tủ ấy. Tội này. Anh em đi ra. Nó bắt được. Hả? Bắt được. Mời ông của nhà ông Tất. Đấy, 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 đấy. Ôi. Ui, hai con. Ở trong kìa, ui. Bắt con ngoài đi. Ngu này gắt nó. Nó đốt chết cha mày đấy. Đấy, còn con nữa. Bỏ cạp nhá. Ui, nó lại thủ xuống dưới. Bỏ cạp ơi. Nó thủ xuống dưới này anh em ạ. Ui. Bông cây. Tổ rồi anh ạ. Cẩn thận nó cắn đấy. Ui, chiến này. Từ từ. Ui, nó có cái nanh rồi. Chập chiến. Nó có cái nanh này. Nó không cắn nhau mà nó lại cắn mình nhỉ? Đó, đưa ô đây. Ui, quả đũa sáng quá. Cẩn thận nó kẹp em ấy. Ui. Ê, ui, con này to thế. Chết, con u, con này mập. Con này mập anh ơi, chạy đi. Đi. Để tôi chạy nhá. Chạy cho nước nắng, con này chơi. Ra đây. Chạy liếc. Ra đây. Ui, rồi nhiều lắm. Sao ở một số như mà nhiều quá nhỉ? Ai biết được. Khả năng gần núi. Ui. Bội thu. Con này bé, ui, cẩn thận. Từ thôi. Dăm công xí này nó cắn chết anh ấy. Độc cao lắm đấy. Đây còn nữa này, con này to này. Này, chiến kìa. Ui, con này máu chiến lắm. Con này máu chiến lắm. Nó khều ra đây. Ây giời. Mẹ nó. Ấy, con này máu chiến. Con đeo cái bao tay, cái tay quá. Bao tay nó cắn xuyên bao tay đấy. Nhanh ăn chuột. Nhanh cứt chuột lắm này. Sao lại có một cạt trong này? Sao nhiều cái chuột lắm. Ui khả năng sáng nay làm mớ chuột đấy nhỉ. Nhìn này, mày cầm đi tao bửa ra coi. Khả năng nhiều đấy. Vâng, ghê tay lắm. Đây. Đây. Đua đâu. Đông quần. Hai con. Đâu? Hai con, đây. À ừ. Cứ cho cắp đó. Đây. Mình dậm tắm bửa nó có khó. Bửa lắm. Con này anh em mình săn được rồi. Làm gì mà chết. Đây con to này. Sao nó cất thế nhỉ? Đây, con này to này. Cắp cái đuôi nó. Ui, lông á. Đuôi nó lông nhiều kìa. Đây nó cũng cái nhọc được đấy. Con gì cày lắm. Người lắm thò vào. Thò vào nó tọt cho phát thì. Nó mà chọc cho phát thì thôi. Thành luôn đi cùng các cụ thấy bảo bộ cạp đốt chết người quá. Cắn đi. Anh không nghe chưa kìa. Anh em thấy bộ cạp thì đừng bắt.
Đây, tiếp tục. Con này con xuống rồi. Nhiều cua ấy nhỉ. Ừ. Từ trong này. Từ từ. Mày lấy cả cho nó cặp vào đấy xong rồi lôi nó ra. Đấy. Đấy, lôi ra. Đấy. Cho nó cặp tay này. Nó lấy cặp xong nó đốt cho. Chọc vào đầu nó ấy, xong rồi nó cặp là lôi nó được ra được. Nó không cặp mạnh đâu. Đấy, hang đá rồi, đưa đây. Con này khôn đấy. Khôn với ai? Chạy đi đâu? Từ từ. Sao con này nó ngoan lắm nhỉ? Ngoan như cún á. Vào trong này nó tưởng ổ nó. Kiểu nó tự tin ấy. Nó kiểu không sợ ai ấy. Bớt rắn đầu toàn thế. Ổ mang á. Gặp nó bắt nó đứng im rồi. Nó lượt. Nó đầu ai lại bắt nó cổ cổ. Nhiều phết mọi người ạ. Được chục con ấy. Hơn chục con ấy. Thôi, thế thôi. Tao không ăn đâu. Cho mẹ ăn tất. Thôi, để im đây, bắt thử cái này ăn cho ngon không? Không ngon thì thôi, mà ngon thì bắt tiếp, rốt đấy. Ok, bây giờ mình lên thử luôn nhỉ? Ờ, mình sẽ thử luôn cho máu đệ thử cái món. Nhưng mà anh biết nấu món này không? Dán lên. Chưa làm bao giờ. Không biết được, cứ dán lên, ngon hết. Đây, đây nha mọi người nha. Đây là những em bọ cạp. Ê, em muốn con này. Cắt bỏ đuôi nó đi thì cầm nó thử ký xem. Ai nó lấy đuôi nó chiến. Ấy, chọc. Chọc trượt. Này, chọc. Hết chọc. Ôi khỏe nhờ. Thế mà bắt vào đây nó nằm im luôn nhé mọi người nhé. Này mọi người ạ, vũ khí lợi hại của con bọ cạp là nó ở cái đuôi, cái nhọn nhọn ấy em, mình là kẻ thống lĩnh các cái loài bọ cạp. Vua bọ cạp mà đi đi. Mấy con này thì hình thái mình vẫn gặp khá là nhiều ạ. Nhìn con này nó tởm lắm mọi người ạ, hai cái càng như hai con cua này. Hai càng như con cua nhé, như càng cua luôn. Nó cặp không? Chắc không, nó thì... không cặp đâu. Chắc thì... Con này nấu kiểu gì vậy? Nó cặp như cua cặp ấy. Hay lắm mọi người ạ. Nhưng mà không có độc. Có độc ở đây thì cắt nó rồi. Cắt đuôi nó quẩy cả cứt ra đây. Bây giờ mình... Thui bỏ cái lông này đi xong chiên. Chiên cái lông nhé. Có chân nước sôi không? Hay là cái chân nước sôi. Em không biết làm món này. Được, lấy chảo đây. Em ngửi rồi. Không hôi như rết à? Cái chân này. Chân. Chắc. Chân. Chết đấy. Ê, lấy củi đi. Ok. Bảo máu đệ nó đem chảo với nồi đi mà nó quên mà lại. Nó làm gì đấy? Thì dán. Mình đành phải dùng nồi mini của mình. Dán vào cái hộp sữa đấy á? Ờ. Đấy, dùng nồi mini này để dán kia nhá. Mình đi bóc cho anh củ tỏi đi. Dập ra lấy quả ớt nữa. Làm nước sốt. Hôm nay sẽ chế biến cho mang đệ một món nước sốt tỏi ớt à? Ừ. Bọ cạp mà chiên tỏi ớt siêu ngon. Mặc dù mình chưa ăn bao giờ. Đấy, quả nồi mini ơi, chất lượng đấy. Dầu đổ vào một tí mà đã có dấu hiệu sôi rồi nhá. Đấy. Đấy. Dầu sôi rồi nhá mọi người nhá. Nó hăng nhỉ. Vẫn hăng lắm. Mày hăng đi. Chú gục luôn. Lấy cái đĩa. Chiên giòn hay là chiên qua. Ui. Nó nổ. Ui. Ui ôi, nổ, vãi cả cứt. Ý nó nổ, bắn vào mặt tao.
Một nửa trên giòn, một nửa trên dừa. Đây, trên dừa đây. Trên giòn. Ôi, ok luôn. Cho mấy con làm một luôn. Đấy, cháu con nói đây. Có chín. Chắc là chín rồi anh ạ. Chuyển màu luôn. Chuyển màu. Cháu ở bát nó chuyển thành màu tím, tím đỏ. Tím như con cua đá. Với quả nồi này mình có thể nấu được khoảng tầm 5-7 con một lúc. Ui. Luộc, luộc dầu. Chỉ cho nhiều dầu quá. Chỉ cho nhiều dầu nhỉ chín. Khí. Khí gì? Ui, cái vòi nó chít chít trắng à. Vòi nó, con này bị cắt. Chú xin nóc độc với mọi người ạ. Quên mất chưa rửa bỏ tặng. Sao mình cho vào mình rán này rồi. Nó sụp hết rồi. Vẫn nguyên lông lá nhá. Kệ. Chả sao. Chín rồi. Ui béo chua. Ui nó nở ra. Ui thôi. Dúng vào là được. Không phải dúng. Dúng. Đi rừng đi rú mà lại còn đòi sạch sẽ nữa thì. Đi ra rừng nhiều lúc phải tranh ăn thì rán rồi. Cơm chăn rán là chưa mà cơm vẫn phải ăn hết. Không ăn thì chết rồi. Vẩy vẩy vào nó. Dầu. Đi vào đây nhỉ. Đấy. Mấy con đó, mấy con đấy? Rồi, 4, 6 con à? Tổng thể anh em mình bắt được 8 này. 10 này. Ui, quả này mới trôi này. 12. 13. 14 con anh em ạ. Nhiều quá trời luôn. Ây dạ. Quả này nó trôi mới mạnh này. 14 con. Thì nó ngon là xuống bắt tiếp. Nồi hơi bị hiệu quả luôn. Đấy, mẹ thứ hai anh em nhá. Giá lò mẹ thứ hai. Ui mẹ này ok hơn đấy nhở. Mẹ này vàng hơn. Mẹ này dầu xịn hơn. Đấy. Bây giờ sẽ đến giai đoạn là mày xếp gọn lại thì okay. Bây giờ nhá, chiên tỏi ớt một ít. Tôi đổ lại một ít nhưng mà một ít nó còn kia còn cặn. Bây giờ con phải rửa sạch căn đất thế này. Con rửa sạch á. Nước sốt anh em nhá. Ôi giá nè. Nấu nước sốt nè. Sốt bỏ ớt chán. Bỏ ớt. Bộ cạp. Mình biết là mình sẽ hợp. Đó. Chiên tỏi ớt. Cho thêm gì không ạ? Muối à? Từ từ. Cứ phải bình từ. Ngon lắm anh em. Từ từ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Chưa được lấn bọc cạp gì. Thêm cái nước vào. Sốt với cả thơm. Quá ngon. À nào, mang đây. Mang gì mà mang nó cả. Xấu. Không, mang sang đây. Xấu gì. Đấy, đây là nước sốt của anh em mình nhá. Mình sẽ đổ ra bát cho mọi người xem này. Đấy, bây giờ dưới cái này lên bọ cạp này. Hát xa.
Được con nó anh ạ. Chấm phết luôn mọi người ạ. Cái mùi tỏi này hợp côn trùng lắm. Ví dụ như giấm miệng các kiểu. Đẳng cấp không? Ngon lắm. Nice. Này, không phải là lần đầu anh em mình thử bọ cạp nhé, mà lần đầu được làm ngon này. Mọi khi bắt được cái cầm cái bật lửa khò hát xong ăn. Nhưng mình bị dị ứng con này, cho mau đệ thử trước. Ôi trời. Đại tướng luôn mọi người ạ. Lông này, lông dâu riêng này. Cái phần này là cái phần nguy hiểm nhất của nó. Cái này có tiêm kích này. Có lông này. Bỏ. Còn đầu không sợ nữa. Giòn đấy chứ. Đây, nước chấm này. Ngon ạ. Ngon thật không? Ngon. Nó định lừa mình ăn đấy mà. Mình thì không chơi được món này. Chị cũng chết. Cái phần người nó chơi chơi giòn lắm nhưng mềm. Nó thơm lắm, không cưỡng lại được. Bịa. Bịa. Chừng đó mẹ bỏ cái ra nghĩa phải mổ vào đấy nhỉ? Không biết. Người ta ăn hết. Ai bỏ vị ăn chén hết. Tiệu hoài ơi. Hoài à? Nó hoài ở tiệu. Ui. Con này mới là con đại tướng này. Siêu đại tướng luôn mọi người ạ. Người này to chưa? Con này hôm nay mình cắt một càng rồi. Rú ra vị. Chạy rú. Mất ngon. Ăn thử cái càng nhưng mà dùng càng cua không? Ăn nguyên càng này. Nhìn cái càng con này mọi người thấy giống con ba khí không? Ba khí ơi. Ở trong miền trong á. Toàn đúng không? Trong thịt mềm thơm á. Ngon không? Giống thịt cua ấy. Cả luôn. Đây, ông tỏ nói vét luôn. Mình cũng thử. Anh ăn càng luôn. Mình làm ra mà mình không thử đúng không? Càng như con đứa luôn. Con cua luôn. À nha. Hơi ít tỏi. Ui. Mình sẽ ăn cái phần nọc nó trước. Giòn nha. Giòn á. Cắt tí tỏi vào đấy. Vẫn hơi... Tỏi ăn có khác thôi, dính tỏi đây. Vẫn hơi sợ mọi người ạ. Đấy, cho em ít tỏi. Tỏi ớt này. Tông ngầm. Ngon phết. Béo cái mình nó béo lắm. Thế mà từ ngày trước mình chơi con này cái. Nhưng mà mình chỉ sợ dị ứng nữa. Mình cũng sợ nữa. Cái đợt anh em mình đi thấy nhiều lắm. Mà cứ sợ rồi. Vui anh em còn. Mình sợ là thứ nhất là dị ứng. Và thứ hai nữa là trông nó cũng ghê. Không dám thử. Con này toàn tịa rồi ở dưới bụng. Toàn tịa rồi bỏ đi. Đâu con nào càng to nhất thì một cái càng. Đây rồi. Càng to càng nhỏ. À đâu, hai càng như nhau. Ăn nó như kiểu là Nó khác những con côn trùng khác. Không giống nhau. Vị này lạ hơn nhỉ. Em chơi cả con này. Lần trước ấy. Bây giờ ăn một hai lần con quen ấy. Ăn cả cái phần bụng của nó béo bùi. Nó hơi hơi một tí không sao mà. Quen rồi. Bỏ cái nhọn gì mà. Không phải bỏ. Chọc con lợn đâu. Không chọc. Mà đệ chả có gì hỏi. Mình chén hết. Gọi là đớp hết. Ngon. Đây, làm hai con phát nó ngập mồm rồi.
Ra đây. Anh Ngảo này. Ừ. Ăn được nữa không? Ừ. Ngon không? Ngon lắm. Đấy. Gọi là thế này là thế Úc Thi ở 69. Nhưng mà mồm hơi bé. Gặp cái càng lại đã. Đấy. Càng cục xuống. Đấy. Xả. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui giòn đấy. Ngon.